Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc máy ép cắm viên TK180. Thì chiếc máy này nó sẽ có 3 cái trục lô lô nha mọi người. Đây là cái miệng ra của máy. Những viên cắm chúng ta có thể rớt ra đường này. Rồi, ở trên đây là một cái dành miệng rất là to để cho mọi người có thể đổ nguyên liệu vào, như tôm, cua, cá vậy đó. Chúng ta trộn lại cho làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, nó được dễ hơn. Và bây giờ mình sẽ test máy cho mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên chúng ta bật máy lên này. Như thế này chúng ta có thể cho gia súc ăn được mà nó không có lựa các loại mà nó không thích ra nha bà con. Mọi người có thể trộn tôm, cua, cá vào đó cho gia súc, gia cầm chúng ta nó ăn. Đây là ba cái loại mà mình đã pha màu thực phẩm vào cho bà con nhìn cái viên cám nó rõ hơn nhé. Rồi chúng ta cũng thể làm cho cái viên cám cho nó sinh động hơn, cho vật nuôi gia súc gia cầm nó dễ ăn, tạo cảm giác thích thú cho vật nuôi nha bà con. Nếu bà con có quan tâm đến chiếc máy ép cắm viên Takeo TK180 này thì bà con có thể liên hệ tới số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp cửa hàng để được nhân viên tư vấn nhiệt tình hơn nha bà con. Xin chào quý bà con.